Nếu bạn muốn mua robot cực kỳ nhanh chóng, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop kingrob.com. Thì hiện tại là shop đã có thêm một phần cày thuê mới, Gift Game Pass đây. Đó, các bạn nhấp vô và có thể đăng ký và có thể mua Gift Game Pass hoặc là dịch vụ cày thuê lắp rút nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, nhớ ủng hộ shop nha. Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là đi đây. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại với tựa game Lockfruit ha bạn. Thì lần này tựa game Lockfruit đã update 15 rồi ha. Đó. Rồi, thì cái cách qua C3 thì hầu hết như bạn nào cũng biết rồi ha, nên mình khỏi chị nữa. Thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn một cái gọi là sức mạnh thức tỉnh mới cực mạnh trong bản update lần này nhé bạn. Đó. Thì update lần này chỉ có hai trái thức tỉnh thôi. Trái Phật Tổ với lại Mắt Ma nhé bạn. Đây. Thì cái trái đầu tiên đó chính là Mắt Ma nè. Thì thằng Bo đã cày được full kill của Mắt Ma luôn nhé bạn. Tại vì mình nghe nói Mắt Ma đi dễ hơn Phật Tổ nhiều bạn ơi. Phật Tổ khó lắm. Ấy Phật Tổ cực kỳ khó luôn, còn Mắt Ma nó cũng kiểu dễ dễ bạn. Mắt Ma nó cũng kiểu giống lửa bạn. Nó cũng giống như Flame á. Nó hơi khó hơn tí thôi nhưng mà nó cũng đỡ hơn là Bunha đi khó lắm bạn ơi, cực kỳ luôn. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ show full chiêu 1 2 3 4 5 chiêu. 5 chiêu thức tỉnh của Mắt Ma cho bạn coi ha. Thì mình là đang xài Bunha. Thì mình đi Bunha nên mình mới nói là khó các bạn, đi khó lắm. Cỡ phải 4 Bunha may ra mới đi nổi nha bạn. Chứ không thôi là thực sự là đi không nổi luôn á. Cực kỳ khó là vậy. Rồi. Giờ ha, giờ mình sẽ review full chiêu cho bạn coi nha. Chiêu đầu tiên của Mắt Ma, Mắt Ma Sower. Ui. Ui. Ui, cái gì vậy? Cái này là giữ nha bạn, chiêu này giữ nha bạn. Các bạn mà bấm một cái thả ra là có một là quăng có một cục à. Đó bạn thấy chưa? Quăng một cục à, nhưng mà khi các bạn mà giữ á, các bạn thấy không? Quăng một đống luôn. Từ từ nha, lại nha cho bạn coi nha. Ôi trời đất ơi, đã chưa? Trời có cục luôn nè. Ủa cục Mắt Ma này mình tưởng là cứng lại chứ bạn. Cứng lại là các bạn phải đi lên Mắt Ma đúng không? Đi lên Mắt Ma luôn, nhưng không phải. Rồi ha, về chiêu Z là chiêu đầu tiên ha. Lát mình sẽ thử đam vô mấy con quái sao. Rồi bây giờ chiêu thứ hai, Volcanic Assault gì vậy? Chiêu Z là gì đây? Cái gì vậy? Làm gì vậy? Cái nắm đấm tay lửa các bạn nhìn nha. Nhìn nó nắm tay lửa nè. Làm gì đây? Cái này giống kiểu đấm lướt tới các bạn, lướt tới xong rồi để nguyên một cái vệt vệt dung nham các bạn. Vệt Mắt Ma. Đâu lại coi. Đúng rồi bạn ơi, quê ngầu nhờ. Rồi tiếp tục tới chiêu C. Green Mắt Ma. How? Cái gì? Cái này là gì vậy? Nói chung là Mắt Ma thì chiêu nó cũng hao hao giống nhau các bạn. Nói chung là giống chiêu này đó bạn. Đó, chiêu ra cũng vậy nè. Thì chiêu này là cái chiêu C thì lại trưởng cục bự hơn tí. Đó, chiêu C thì trưởng cục bự hơn nè. Đó phải không? Trưởng cục bự hơn. Đó, thì cũng để lại cái vệt Mắt Ma luôn. Mình nghĩ là đi lên đây là sẽ bị đốt máu nè bạn. Không có đùa đâu. Hơi mạnh luôn á. Chiêu vậy. Rồi giờ tới chiêu cuối cùng nha. Volcanic Storm. Đây bão. Ui cái nắm đấm luôn kìa. Trời ơi. Ôi. Ủa thằng Bo có nâng điểm điểm fruit nha bạn có. Trời ơi các bạn nhìn kìa. Cái nó nắm tay kìa. Cái gì? Một cục bự phân ra mấy cục nhỏ ha. Ok. Rồi, và chiêu cuối cùng đó chính là chiêu Big Ride nha bạn, cưỡi nè. Trời ơi các bạn nghe chưa? Cái này giống như tiếng vua biển luôn á. Cái tiếng mà cửa y chang vua biển luôn á, thật sự cái này đúng chôn luôn bạn. Kiểu cái này chỉ cần đang săn vua biển cái tự nhiên ai xài chiêu này cái mọi người đều đi săn vua biển luôn. Đó bạn hôm nay là cửa nè. Cửa này mình nghĩ là cửa chó đỏ các bạn, tại vì cửa chó là cửa thú á. Đó, cuốn chứ. Khá là ngầu luôn nha bạn. Và một vài ui, có đam luôn kìa. Vãi. Và một vài cái chiêu đặc biệt một vài cái gọi là gì ta? Gọi là gì ta, cái mẹo đặc biệt các bạn, giống như thí dụ là như chiêu Z là bình thường các bạn chỉ xuống đất á thì nó sẽ bắn xuống đất ha, còn mình còn nếu các bạn chỉ lên trời nó sẽ rớt xuống các bạn thấy chưa, nó bay xong nó rớt xuống giống như giọt nước vậy đó, khá là đẹp luôn các bạn thấy không. Đây nè, giờ mình thử chỉ lên trời cho bạn coi nha. Đây chỉ lên trời nha. Đó các bạn thấy không, giống Akanu chưa, chuẩn Akanu chưa, đúng chuẩn Akanu luôn á. Đây không, đấm lên trời nè, đấm bàn tay lên trời nè. Chiêu này là chiêu V cũ hay sao á, chiêu này mình thấy giống nhất là chiêu V cũ á, chiêu V mà chưa thức tỉnh các bạn. Đó, đấm mấy bàn tay lên trời nè, xong rồi rớt Mắt Ma xuống đất, nó tạo ra mấy cái vệt luôn nè, y chang luôn,
khá là mạnh luôn, còn chiêu B. Đâu? Đâu? Rớt xuống. Ở đây không ra rớt xuống. À rớt xuống xong rồi rớt ra mấy cục nhỏ nhỏ nữa. Ồ, nhìn như là gọi là gì ta? À, núi lửa phun trào các bạn. Wow. Hay thật sự. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử cho con quái này nha các bạn, coi đam như thế nào nha. Chiêu Z. À quên, giữ lộn. Ủa bạn chưa? Thấy đốt không? Ủa đi vô đốt kìa, nhìn đã ha. Từ quên chiêu Z này là giữ, mình quên đây. Trời ơi đam kìa, trời ơi nhảy đam kìa. Trời đất ơi. Trời ơi còn tiếng nó luôn. Đúng một chiêu Z. Đùa hả? Trời ơi có bị hơi bị lỗ quá không ta? Có hơi bị lỗi quá không ta ha. Rồi tới chiêu X nha bạn, chiêu X làm gì đây? Chiêu lướt tới nè, đó. Rồi. Rồi từ mà cái vền mắt ma này có đốt không ta? Từ từ để mình. À cái chiêu này là lướt trúng một cái là kiểu dính đau giống như Super Human đó bạn. Đó xong bị hất ra, đó xong hất ra. Nhưng mà từ từ để mình coi cái vền mắt ma này có đốt không? Không có đốt vậy. Ơ à. Trời đất cái vền mắt ma này không có đốt bạn ơi. Nếu mà chuẩn nữa là phải đốt mới đúng luôn. Chắc mình nghĩ là đốt nữa thì hơi bá á, đúng không? Hơi bá quá nên đặc biệt không để đốt. Đây mình thử xài nha, đây. Đó bạn thấy chưa đó. Trường trưởng xong rồi ồ chiêu này yếu hả? Mình không tin là chiêu Z mạnh gì luôn á. Không lẽ chiêu Z mạnh nhất luôn á. Ờ, mấy bạn nhìn này thấy không đó. Nhìn đốt rồi trời ơi. Trời đốt ô. Còn chiêu Z này kiểu CC các bạn ơi, cái này kiểu khống chế đi. Chiêu này giống như chiêu của Super Human đó bạn, khống chế á. Chiêu Z Super Human á, giống vậy. Rồi, bây giờ tới chiêu C nha, ngựa. Đây. Cái gì vậy? Ờ cũng đốt nè, nhưng mà đốt là có mùi máu mà. Thôi, yếu thiệt luôn á, cái chiêu Z ảo vậy. Bạn có biết mấy chiêu này không? Mấy chiêu này đã không to bằng chiêu Z luôn á. Ảo thật sự, đây chiêu này là chiêu C mà còn không bằng chiêu Z luôn mà. Đó mày không nè, đốt cũng có lần 10 máu à. Còn chiêu Z tự nhiên còn đốt tới năm mấy liên tục luôn bạn, nhìn đốt à. Đốt liên tục luôn nha bạn, đó. Cái đó là đốt liên tục luôn á nha. Đã thật sự, rồi. Bây giờ mình chỉ có trông chờ chiêu V thôi nè. Không biết chiêu V có mạnh hơn được cái chiêu Z hay không luôn á nha các bạn. Đó, để coi. Đây là niềm hy vọng cuối cùng nha. Chiêu V. Đây. Rồi, đốt cũng liên tục nè, nhưng mà có 20 đá mà. Không bằng chiêu Z thiệt luôn. What the. Thiệt luôn hả? Không bằng chiêu Z thiệt luôn các bạn ơi, thiệt luôn á. Đây là sự thật nha các bạn. Vậy là cái mắt ma này thức tỉnh á, chiêu Z là mạnh nhất các bạn ơi. Rồi vậy thôi các bạn, chỉ cần thức tỉnh tới chiêu Z là đủ rồi. Mình đùa thôi. Thì nếu mà kết hợp lại thì mạnh lắm nha các bạn, mạnh cực kỳ luôn. Nhưng mà có chiêu Z mà thật sự là nó ảo đam quá. Đam mày không? Ảo thật sự luôn á. Tự nhiên chiêu V mà còn không mạnh bằng chiêu Z luôn mà, là bạn hiểu rồi. Từ từ giờ mình cưỡi thử cái này nha, xong mình tổng thử xuống đất luôn. Đây. Đó. Ồ cũng đốt được tí đó bạn. Ồ đốt 101 quá chứ, đạp đốt cũng to đấy chứ. Ồ chiêu Z, ồ chiêu F mà cũng được hút máu vậy luôn hả? Ảo thật. Thật sự là không thể tin được cái chiêu Z là chiêu mạnh nhất. Đó, đốt lần 50 lần nha, còn cái chiêu V là các bạn không? Đây, là còn như đây máu luôn nha. Còn chiêu V nè. 500, đó. Cho hưởng ít hết đam luôn. Đúng rồi, đốt. Đó bạn thấy chưa nè. Không có nhiều bằng chiêu Z luôn nha. Bạn thấy chưa? Ui, ảo thật đấy. Nhưng mà mạnh nha bạn, mắt ma này mạnh thiệt. Cưỡi thú luôn nè. Bay khá là nhanh luôn. Đó. Đứng trên này chắc không mất máu đâu ha. Đúng rồi, đứng không mất máu luôn. Từ từ để mình nghĩ combo cho cái mắt ma này coi ta. Combo như thế nào mạnh ta? Kiểu mình phải giữ đối phương nằm trong cái chỗ đốt với bạn mới mạnh được đúng không? Đầu tiên để mình thử này đi. Đó. Combo được không? Ui. Trời ơi, một đống nam luôn. Dồn hết nguyên combo luôn rồi đó. Bạn không, mình dồn hết combo luôn á, là xài chiêu ít giữ lại luôn á nha. Nói chung là trong BOB thì nói chung là trong BOB tính sao nha bạn, trong BOB thì rất là khó luôn, khó để nói lắm. Đó kiểu vậy. Rồi ha. Thì mình đã cho các bạn xem full chiêu mắt ma thức tỉnh đó ha. Khá là hay luôn, đẹp nè, vừa đẹp nè. Theo mình đánh giá nha, theo mình đánh giá đầu tiên đẹp nè. Và làm rất giống trong phim luôn, nhất là chiêu Z nè bạn. Đó, phải không? Rất là chuẩn theo trong phim luôn. Đánh từ xa được luôn nha bạn, đánh từ xa được luôn.
đó. Còn cái này thì nổ ra xong rớt mấy cục nhỏ nhỏ. Từ để mình đấm như giờ mày thử nha. Đó, không đấm vậy thì bình thường mình phải đấm cái kiểu giống Guinea. Với bạn bạn nào có chơi Guinea không, giống bắn Guinea từ xa đó, là các bạn ngước lên tí nè, ngước lên tí từ canh cho chuẩn nha, canh cho chuẩn chừng nào bắn tới không ta, phải không? Ngước xuống tí nữa, ngước xuống nữa, chơi y chang Guinea luôn bạn, chuẩn luôn á, cái này hay thật sự luôn, cái này mình làm hay quá, rớt đúng không? Ồ không trúng, rớt, trời ơi, thấp xuống miếng nữa. Cái này là mình đang chơi Guinea nha bạn. Đó, ngắm cho chuẩn tí. Rồi, rớt xuống. Chuẩn chưa? Không à. Rồi thôi, mình nghĩ là đùi thôi. Chứ mình kết thúc clip tại đây nha bạn. Thì theo mình đánh giá cái mắt ma này á, đầu tiên là đẹp. Đẹp nè. Đó, làm cực kỳ đẹp luôn, y chang trong phim các kiểu luôn. Hay lắm nha bạn. Đó, admin làm rất là đẹp luôn. Cái thứ hai, đam cực kỳ to luôn nha bạn. Đam cực to luôn, nhất là chiêu Z nè. Chiêu Z này y chang như ảo đam luôn. Và mắt ma bây giờ có thêm một chiêu, nói chung là CC lại bạn không, là khống chế lại á, khống chế lại cho có thể combat được cái kiểu luôn, BB được luôn. Nói chung mắt ma thức tỉnh là một cái, nói chung là đáng xài nha bạn, mạnh nữa, nên các bạn có thể thức tỉnh được. Với lại ải mắt ma đi cũng khá là dễ nha bạn, dễ hơn vật tổ nhiều nè, các bạn yên tâm. Rồi ha, chắc mình nghĩ là kết thúc clip tại đây. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, một subscribe cho mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Còn giờ thì bye bye.